Mấy hôm nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn hỏi bán đuôi tiên cá một bộ như vậy là bao nhiêu tiền ha. Ok, đợi một chút. Mấy con, đợi một chút. Để tôi ôn đi trả lời những thắc mắc của các bạn đang muốn có được cuộc sống hưởng thụ của tiên cá, thoát khỏi bệnh tật như tôi ôn, sống khỏe mạnh. Có hai cách để có được đuôi tiên cá của Tion. Một là mua bằng tiền, giá tiền là 2 triệu đồng một bộ. Một bộ gồm có những gì? Gồm có đuôi cá monofin, da cá. Và nếu mà mua đồ may sẵn thì có luôn quần áo. Còn nếu mà không may sẵn thì chỉ có một cái da cá, một cái đuôi cá và một cái ba lô thôi. Thì tôi vô trang web cho các bạn coi. Trang web là changtiencatiun.com. Đây, một bộ đồ gồm có quần áo, da cá, đuôi cá, ba lô cá, monofin. Đó, một bộ chọn gói là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng, xin nhắc lại. Còn nếu không muốn mua tốn 2 triệu đồng. À, còn nếu mà cái này là đồ may sẵn theo số đo, còn một dạng đồ nữa là đồ thiết kế. Ủa sao trang web tôi đẹp dữ vậy? Thiệt luôn hả? Này website tôi uống hả? Rồi. Này là website tôi uống hả các bạn? Rồi tôi không biết tự tôi làm ra trang web đẹp vậy luôn hả trời. Ác ác vậy luôn á, không giờ vô coi không biết chuyện gì xảy ra luôn á. Toàn là làm cho người ta không mà không làm cho mình. Làm cho mình mà mình cũng không nhớ. Ủa, trong web tôi đấy sao trời, ngu ngộ ha. Rồi thôi, giới thiệu khác tới đuôi tiên cá. Thì bây giờ các bạn có giờ vô trang web tôi không? Xin lỗi, cái trang web này nó là bản mobile rồi, bản iPhone hả, bản responsible, bản bình thường coi. Web này nó đang hiển thị bản mobile, thôi kệ nó đi. Rồi, trang tiên cá thì gồm có 3 phần. Đồ của Tuy Un sản xuất là của chàng tiên cá Tuy Un. Đồ của nàng tiên cá Phin Phân. Nàng tiên cá Mateller. Thật ra Mateller không phải của nàng tiên cá. Hãng này là của chàng tiên cá luôn. Nhưng mà chàng này ở thế giới thứ 3. Mateller là... bởi vì cái thương hiệu đầu tiên là của Tion. Tion là đực rửa, là trai thẳng, là chuẩn men luôn. Và tiên cá là chàng tiên cá luôn. Còn cái chàng tiên cá này là nghiêng về hướng nữ ha. Nên cái này là, này là chàng tiên cá ở thế giới thứ nhất. Nàng tiên cá Phin Phân là hãng này của một bạn nàng tiên cá nữ. Bạn này mới có mười mấy tuổi thôi, năm nay sắp 20 tuổi rồi. Năm nay chuẩn bị lớn rồi. Này là con gái, là thế giới thứ hai. Còn này là Mateller, là thế giới thứ ba luôn á. Đó, bạn này thì làm đuôi tiên cá cho Lady Gaga luôn, cũng là bạn của Tion hết. Rồi, tại sao Tion không bán đuôi tiên cá của Phin Phân? Bởi vì hiện tại dịch Covid, đồ đem từ Mỹ về không được. Và đuôi tiên cá Phin Phân chỉ là đuôi tiên cá để luyện bơi trong hồ thôi, không phải bơi được ngoài sông, ngoài biển, và giá tiền rất là cao. Nội cái da đuôi thôi đã 1,2 triệu, chưa kể monofin 1,2 triệu nữa, chưa kể không có ba lô luôn. Nói chung là nguyên bộ đồ chỉ có cái da thôi 1,2 triệu, các bạn chịu mua không? Đó, còn đuôi tiên cá tôi bộ đầy đủ 2 triệu. Gồm có da cá thiết kế riêng theo số đo, mà hiện tại á, đang để giá này không, cái da cá để 900 mấy chục ngàn này không, còn mai quần áo vô nữa thì nó mắc hơn nữa, rồi mai ba lô vô nữa, ba lô bán riêng, rồi monofin cũng bán riêng, cộng lại thì nó cũng được 2 triệu đồng hoặc hơn 2 triệu một xíu. Thì tôi trên này là để giá tiền là da cá, nguyên nhân là nhiều bạn đã có đuôi cá rồi nên bạn mua da thôi. Xin nhắc lại, và nếu các bạn mà mai đồ thiết kế theo số đo mà gọi theo cho phone cho Tion á, thì không mua theo kiểu trên web. Bởi vì trên web nếu mà mua cộng tiền lại nó vẫn rất là mắc tiền. Nên đó tôi cứ để giá là 2 triệu đồng. Nếu mà có da cá
với đuôi cá với ba lô không á, mà thiết kế theo số đo riêng của bạn á, là chỉ 3 món là 2 triệu đồng. Mà mua mà thiết kế theo số đo chung, bạn đưa ra số đo mà tôi có cái mẫu đó rồi, có số đo của bạn rồi, thì bạn sẽ lời được một bộ quần áo bikini hoặc là quần áo gì đó nó hợp với cái bộ da của bạn. Và tất cả da cá này được lấy từ bên Hàn Quốc, là vải chuyên nghiệp dùng để biểu diễn dưới thủy cung đó mấy em. Thế nên anh không muốn nhắc lại cho tụi em nhiều nữa, tụi em nhắn tin cho anh hoài. Anh nhức đầu, anh mệt mỏi, anh khùng, anh điên luôn. Cứ nhà cứ hỏi là ê Tuyên ơi, trời ơi, người ta cứ nhắn tin cho Tuyên kìa, Tuyên lên coi đi, coi cái gì mà coi coi hoài. Nó cũng có mấy cái câu hỏi trả lời như vậy, hỏi hoài, hỏi đi hỏi lại hoài. À, Tuyên nhắn cộng 20 cộng luôn rồi bây giờ. Cứ hỏi hoài, hỏi hoài, hỏi quỷ ai mà trả lời nổi cho nổi. Thời gian thì không có, mà cứ như vậy là chết anh luôn. Nên hôm nay anh làm một cái video này, anh hướng dẫn. Thì tốn 2 triệu đồng để có một cái đuôi cá, hay là không tốn đồng xu nào hết mà chỉ xiên đi bộ để có sức khỏe và có đuôi cá, thì nhấn vào cái đường link fitco.in của Tuyên này. Thì nhấn vào cái đường link này, tải cái ứng dụng về đây Tuyên, nhưng mà phải nhấn vô cái đường link Tuyên gửi nha, thì Tuyên mới chấp nhận 2.000 đồng fitcon của bạn nha. Nè, đó là các bạn phải có được cái đường link tôi gửi, sau các bạn nhấn vô chấp nhận lời mời và các bạn tải cái app về từ Google hoặc về từ App Store về, tải về rồi các bạn đi bộ trong nhà giống như Tuyên vậy nè. Đó, đi bộ trong nhà, đi bộ qua lại từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều. Nếu mà đi mỏi chân quá không đi nổi thì làm cái gì? Mỗi chân quá thì lên cái này, đi lên cái máy gì đó, máy đi bộ gì đó. Đó, đi bộ các kiểu, đi về cho nó đỡ mỏi. Các bạn có thể đi kiểu này, hoặc ngồi như thế này, ngồi đánh chân như thế này. Rồi đó, thì cái tiền nó cũng lên nữa, 2.000 đồng Bitcoin. Khi nào kiếm đủ 2.000 đồng Bitcoin hả? Ai mà biết. Các bạn có thể kiếm được tối đa là 50 đồng Bitcoin một ngày, cộng theo các cái chương trình mà quay lô tô, sổ số trúng thưởng của nó nữa hàng ngày nữa, thì có thể hơn 50 đồng đó. Thì biết khi nào kiếm được 2.000 đồng Bitcoin, thì đổi cái tiền, đưa cái Bitcoin đó là cái đồng tiền làm từ giọt mồ hôi đó của bạn, cho Tuyên chuyển khoản qua. Nên cái đường link mà Tuyên đưa cho các bạn là các bạn phải nhấn vô đăng ký nó. Đây tôi cho các bạn coi, đây là ứng dụng Bitcoin nha. Hôm nay mình sẽ nói rõ hết luôn cho các bạn biết làm sao mua đuôi tiên cá bằng hai cách. Một là dùng tiền, hai là dùng tình, không, dùng sức khỏe nha mọi người. Rồi, Bitcoin, đây là cái app khi tôi gửi cho bạn lời mời, bạn tải cái app này về. À, chắc ngày mai Tuyên đeo cái điện thoại này lên người con chó cho đi tới đi lui quá ha. Chắc hả, tiền nó tăng lên dữ lắm ạ. Đây là cái app đi bộ này nha. Này nè, mình chỉ cần đi như vậy nè, thấy chưa? Số nó lên. Rồi, ở đây á, một ngày nó cho bạn 20 phút để nâng cao cái tốc độ của bạn lên. Là trong vòng bạn chạy hay nhanh hay là gì đó trong vòng 20 phút, thì số tiền bạn kiếm được nó sẽ được nhân đôi. Rồi, một ngày á, nếu bạn đi đủ 1.000 bước chân, nó cho bạn quay sổ số trúng thưởng 3 lần. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu quay. Khi mình quay á, thì mình sẽ coi quảng cáo nha. Đây là coi quảng cáo. Để xuống cho anh em cùng coi quảng cáo nè, hay mất. Đó, nó chạy cái quảng cáo. Đó, coi hết cái quảng cáo đó, nó còn 7 giây, 6 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Rồi, coi hết quảng cáo rồi. Nó dụ mình download về thì mình không có download, mình tắt nó đi. Mình tắt quảng cáo xuống và chờ nó quay ra. Rồi, trúng được 0,2 đồng nha. Đó, cái này là đồng tiền Bitcoin, đồng tiền làm bằng giọt mồ hôi. Còn mấy em ngồi yên nó chờ. Giờ quay thêm quảng cáo cái nữa.
Mấy em chờ. Mấy em bây giờ anh thấy mấy em siêng học quá, anh cũng sợ luôn á. Sáng học, trưa học, chiều học, tối học, nửa đêm đòi học. Tụi bay học cái gì mà học dữ vậy? Tụi bay học kiểu này chắc tụi bay thành con người luôn quá, chứ không thành con chó nữa đâu. Mà cái thời này con người còn bệnh, còn khổ hơn tụi con nữa. Con người không thoát khỏi bệnh tật mà. Con người bị mắc dịch Covid-19, còn tụi con làm chó sướng quá. Cái con corona trong chó nó có, nhưng mà nó không gây hại cho tụi con, mà nó gây hại cho con người. Hay ghê chưa? Rồi, thời này là chó là sướng hơn người mà. Rồi, tiếp tục quay sổ số, chúng được 0,6 đồng. Cái này á, bạn nào mà hơn nó có thể một ngày có thể trúng được 1.000 đồng luôn á. 1.000 đồng. Ghê không? Ghê không? Ghê ghê mấy đứa. Ghê không? Ghê ha. 1.000 đồng hả? Mua hả? Đồ ăn chó vô con ăn đã luôn á con. À không, 1.000 đồng Bitcoin không có mua đồ ăn chó được. Để thôi 1.000 đồng mua được gì mình chỉ cho bạn coi nha. Rồi coi. Đó, có cơ hội trúng 1.000 đồng. Rồi, như vậy là một ngày quay 3 lần trúng được là 2,8 đồng. Và cái bên này, cái giữa là nó sẽ chỉ cái bước chân mình đi bộ hàng ngày. Rồi. Đây là cái ví tiền. Trong ví tiền này nó có bao nhiêu? Nè, thí dụ các bạn có được 2.000 đồng Bitcoin rồi các bạn lên bonus. Là gì? Không, các bạn muốn chuyển tiền cho Tion á thì các bạn hồi tôi chỉ cho. Nè, có hai cách. Một là cái này là xài tiền này vô mục đích gì? Đi shopping, siêu thị là đi ở đây nè. Vô đây đi shopping là trong này nó bán cái gì mình có thể mua cái đó. Như nó bán cái sợi dây chuyền này được làm ở London với giá một bằng 150 đồng thì các bạn thấy không? Kiếm được 123 đồng mà gần mua được sợi dây chuyền vàng nè. Bạn có thích cái này không? Không. Không bạn ơi. Rồi, à, được rồi. Không. Cái gì vậy? Rồi xong. Ủa sao kỳ vậy ta? Còn đi nếu mà không muốn mua sắm á, thì có thể quyên góp. Trong quyên góp này á, thì có rất nhiều cái chương trình mỗi tuần nó đều cập nhật lên, giống như là để trồng cây gây rừng cho thế giới, trồng cây gây rừng khắp thế giới. Thì bây giờ tôi sẽ thử quyên góp cho quỹ, còn hay là giúp đỡ trẻ em, hay là trồng cây cho chim banji, là cho khỉ đột, thì Tion sẽ giúp đỡ cho đây 5 đồng. Rồi bắt đầu quyên góp. Đây. Bỏ đây 5 đồng. Cái này là tài khoản của ba Tion. Chứ không phải tài khoản của Tion. Thì không muốn mua quần áo, mua điện thoại iPhone, iPad, mua giày Nike, Adidas, đồ PlayStation 5 gì á thì mình cứ quyên góp nhờ đó. Nhờ đó quyên góp rồi cho một chương trình, rồi thêm chương trình trồng cây cho chim banji 5 đồng nữa. Còn các bạn để dành tiền được 2.000 đồng á thì tôi sẽ đổi đuôi cá cho các bạn, thì tôi cũng dùng tiền đó để quyên góp này kia, chứ tôi không có mua đồ. Thì đó là cơ hội thôi, các bạn xuyên đi bộ tập luyện thì tôi đổi đuôi tiên cá cho bạn nè. Bạn đã ủng hộ chúng tôi 5 đồng rồi nè. 5 đồng á là nó trị giá bằng 5.000 bước chân. 5.000 bước chân là 5 đồng á mấy đứa. Hay quá ha. Hay quá ha, hay ha, hay ha, hay ghê luôn á. Rồi xong. Rồi. Bây giờ đi siêu thị lại coi. Hay chương trình. Rồi. Đó, sau khi quyên góp 5 đồng còn như đây. Rồi bây giờ đi siêu thị nè. Sao ngộ quá ta. Tại Discord nó nâng cấp cái phiên bản mới á mấy bạn. Còn đây đặt cược, nó đang đặt cược trúng thưởng gì vậy? Đặt cược trúng cái headphone này 19.000 đồng lận. Cái headphone này công nghệ cao nhỉ.
Tôi không hiểu tại sao đi siêu thị giờ nó chỉ có một cái vàng này à. Các bạn tự khám phá thêm nha, tại mấy bữa trước là thấy là có máy PlayStation 5 đầy đủ các kiểu nhiều lắm. Mà sao giờ nhìn vô ít quá vậy ta? Sao nhìn vô giờ chỉ có cái này không vậy ta? Không hiểu. Rồi, còn cái này là bạn bè, chỗ mình kết bạn bè. Đây, chỗ này là khoảng 3 tuần. Bữa giờ đi được 33.000 bước chân là kiếm được nhiêu tiền đó. Đó, cái này là thông tin cá nhân. Các bạn add cái đường link của Tuyun gửi thì các bạn sẽ kết bạn thẳng với Tuyun luôn, theo dõi hoạt động của Tuyun luôn, nó giống như Facebook vậy mà. Rồi đó, thì có hai cách để có được đuôi tiên cá của Tuyun, là một là mua bằng tiền, hai là bằng giọt mồ hôi của các bạn, là các bạn phải xuyên đi bộ tập luyện sức khỏe mỗi ngày thì sẽ được đuôi tiên cá nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn kênh YouTube của Tuyun, các bạn coi video ủng hộ nha. Tuyun chịu khó làm video lại, Tuyun cũng mở bình luận nè. Đây, mở bình luận cho các bạn rồi nha. Allow bình luận là các bạn coi để lại bình luận cho Tuyun để ủng hộ các chương trình hoạt động của Tiên Cá đó, bảo vệ môi trường thiên nhiên động vật á. Thì những bạn học làm tiên cá thì có cơ hội tham gia các tổ chức quốc tế với Tuyun, làm việc chung với họ, cùng nhau bảo vệ hệ sinh thái. Rồi, còn gì nữa không ta? Xong hết rồi đó. Chắc tôi vấn một lần hôm nay nữa là nhớ kỹ ha mọi người ha. Rồi, Tuyun cho mấy con baby này nó ăn.